Em chọn Butterfly Girl. À ok. Đây, anh chọn Hot Dog Man nè. Chà cha. I'm Buffalo. Anh Khoai Tây và Cam Cam xin chào tất cả các thành viên của Toy Station. Xin chào các bạn. Hôm nay trên Toy Station sẽ là một tập rất là hay dành cho những bạn nào yêu thích đồ chơi Lego và đặc biệt là dòng đồ chơi Lego Minifigures. Bởi vì hôm nay chúng ta sẽ mở những bạn Minifigures Series 17. Ta ta. Đây là một series mà nóng hổi vừa mở luôn á. Ở trên thế giới á, thì series này đã được ra mắt ở đầu tháng 5 rồi các bạn ơi. Nhưng mà mãi sau một tháng thì mới có mặt chính thức ở Việt Nam đó. À, bởi vì anh Khoai Tây là một fan cuồng của Lego Minifigures cho nên tất nhiên là series này không thể bỏ lỡ được. Rồi, bây giờ các bạn hãy cùng anh Khoai Tây và Cam Cam chúng ta sẽ mở những bạn Minifigures này ra nha. Ok, bây giờ anh Khoai Tây sẽ bóc lại một bịch đầu tiên. Đây chính là bao bì và trang trí của Minifigures Series 17. Mặt sau thì chúng ta có những chi tiết cơ bản thôi. Thiết kế của dòng Minifigures rất là đẹp, đẹp cho tới cả bao bì luôn. Ở series 17 này thì anh Khoai Tây đặc biệt thích hai bạn, đó chính là hai bạn, một bạn hóa trang thành trái bắp nè và một bạn baby có hình cái tên lửa nữa, nhìn cực kỳ dễ thương luôn. Và các bạn hãy yên tâm, bởi vì hôm nay chúng ta sẽ chắc chắn mở ra được đủ cả một bộ Minifigures và sẽ không có trùng một bạn nào hết, bởi vì không có giống như là đồ chơi Shopkins hoặc là của series Gang có một cái hộp rất là cứng. Đồ chơi Lego Minifigures thì có một cái bao rất là mềm nè, mặc dù là chúng ta không có thể nhìn thấy ở bên trong là bạn nào, nhưng mà với một tí khéo léo thì chúng ta có thể sờ và sẽ đoán được bạn nào ở bên trong đây. Series 17 thì chúng ta có cả thảy là 16 bạn khác nhau. Và không biết là nhân vật đầu tiên chúng ta là nhân vật nào đây? 1, 2, 3. Wow! Trong mỗi một bịch minifigure thì chúng ta đều có một cái list. Đây chính là danh sách của cả 16 bạn. Và anh nghĩ là mình vừa mới mở ra được bạn này nè, bạn số 6. Rồi, bây giờ anh sẽ lắp ráp bạn này. Các bạn ơi, đây chính là Hot Dog Man, người bán bánh hot dog. Wow, rất là đẹp. Ở trong series này thì đây là một trong những mini mà có nhiều phụ kiện nhất luôn á. Ví dụ như là cái hot dog bé xíu nè. Chúng ta có thể gỡ được cái hot dog này ra luôn. Ta-da! Đây là cái bánh mì. Ta gắn lại nhau như vậy. Rất là hay luôn. Và cả thêm một cái chi tiết cái ly nước nè, cũng rất là đẹp luôn. Cả hai chi tiết này thì anh Khoai Tây đều thấy lần đầu cả. Và ở trên tay thì có một cái khay đựng đồ ăn, cũng có thể gỡ ra được luôn nè các bạn ơi. Và một cái nón cũng có thể gỡ ra được. Hoặc là chúng ta cũng có thể để cho bạn này cầm cái hot dog và ly nước trên tay luôn cũng được. Một trong những mini rất là đẹp luôn. Bạn này có cái bánh hot dog có chút xíu à, chạp vô một cái chắc là chị vừa đủ dính răng. Rồi, bây giờ sẽ là minifigure thứ hai. Không biết là ai đây? Mini này là Roman Gladiator. Ngầu chưa? Đây là một chiến binh Roma đó các bạn ơi. Bạn này có một cái vũ khí, đó chính là một cái cây ba chĩa. Wow, nhìn rất là ngầu và đẹp. Có một cái chi tiết hình xăm là một chú sư tử ở trên vai nè, nhìn cũng rất là hay luôn. Bụng thì có 6 múi. Và đây là 360 độ của bạn này. Mở một bạn tiếp theo. 1, 2, 3. What? Yeah! Nhân vật yêu thích của mình đấy rồi. Bạn này chính là corn cob guy, một người đàn ông mặc bộ đồ hình trái bắp. Nghe cũng rất là mắc cười rồi, nhìn hình thực tế thì còn mắc cười hơn nữa. Anh Khoai Tây thì đặc biệt thích những bạn minifigure nào mà có cả một cái bộ đồ full body như thế này. Cái chi tiết trái bắp là tuyệt vời luôn các bạn ơi. Ở đằng sau đó nè, cái vỏ bắp. Còn bộ râu này thì anh đoán chắc là vừa là bộ râu thiệt mà cũng là vừa là râu bắp. Ủa là sao anh Khoai Tây? Em có thấy vui gì đâu. Thì tức là bạn này có râu nhưng mà là về trái bắp, mà trái bắp cũng có râu, cho nên là thôi khỏi đi, mệt quá, giờ thích mệt quá. Và bộ đồ trái bắp này chúng ta cũng có thể gỡ ra được luôn nha các bạn. Nhắn vào. À, bạn này cũng hay nè. Đây là Mini Pro Surfer, một vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp. À, bạn này có một cái phụ kiện là một cái tấm ván lướt sóng mà có một cái chi tiết hình cá mập nữa. Nhìn rất là ngầu luôn. Và chúng ta cũng có thể đặt được bạn Mini này đứng lên cái ván lướt sóng. Đó. Mini thứ 5 sẽ là nhân vật nào? Ta-da! Bạn Mini này là Yuppie, một doanh nhân trẻ thành đạt và có một phong cách ăn mặc rất là sành điệu. Nhưng mà bạn này là hình như sống ở năm 1900 hồi đó nè. Tại vì bạn vẫn còn xài một cái điện thoại di động mà quá xá bự luôn. Chúng ta có thể gỡ được cái điện thoại này ra như vậy. À. Rồi lộn số rồi. Thôi làm màu quá, đứng lên đây luôn đi. Mini tiếp theo thôi. Còn đây chính là nhân vật Mini Circus Strongman, một đô lực sĩ rạp xiếc đó các bạn. Wow, bạn này thì có một cái bộ đồ da beo nè, đúng ở trong rạp xiếc luôn. Rồi có những cái phụ kiện nhìn cũng rất là hay. Đó là một cái cục tạ, mỗi bên nặng 100 kg luôn. Và có thêm một cái phụ kiện là một cái bộ râu cũng rất là thú vị nha. Cái bộ râu có thể di chuyển được. Này mới cạo râu nè. Râu dài quá rồi, để cạo râu miếng coi. À, đẹp trai quá. Râu mọc ra sau đầu luôn. Chúng ta có thể xoay bộ râu này là được. Đây cũng là một nhân vật rất là thú vị. Bạn này hay quá anh Khoai Tây ơi, có nguyên một bộ râu di động luôn. Ừ đúng rồi Cam Cam, những bạn minifigure này thì rất là hay. Bởi vì tất cả những cái chi tiết này nè, chúng ta đều có thể trao đổi cho nhau được hết, rất là vui. Ví dụ như anh có thể mượn tạm tóc của bạn này đi, gắn qua bạn này. Wow, đẹp trai con kéo luôn. Nhưng mà bữa nay là anh Khoai Tây mở những bạn mini 17 thì chúng ta nên để đúng vị trí của các bạn đi. Rồi, đến đây. Rồi, bịch tiếp theo. Yeah, bạn này anh rất là thích luôn. Đây chính là Rocket Boy. Vậy là anh Khoai Tây đã mở được hai bạn yêu thích nhất trong series này rồi. Bạn này là bé tên lửa. Rất là dễ thương luôn. Phụ kiện của bạn mini này thì phải nói là rất là tuyệt vời. Ở trên tay là có một cái lá cờ nè. Một cái lá cờ phi hành gia, hai mặt luôn các bạn ơi, rất là đẹp. Và bộ đồ tuyệt vời. Thì như anh Khoai Tây đã nói là anh rất là thích những cái bạn mini nào mà có nguyên một cái bộ đồ mà gọi là full body luôn. Giống như bạn Bắp hồi nãy, bạn này cũng vậy, bộ đồ này có thể gỡ ra được. Wow, rất là đẹp. Những cái chi tiết và màu sơn là tuyệt vời luôn, không có một cái lỗi nào hết. Còn có một điều cũng rất là thú vị dành cho những bạn nào mà chưa có biết về minifigures. Bởi vì là bạn này là một cậu bé, cho nên là cái phần chân của bạn này á cũng ngắn hơn những bạn minifigure khác. Đây nè, anh ví dụ nha. Đây chính là bạn Bắp hồi nãy. Đó, khi mà để xuống đất nè. Ta-da! Bạn này thấp hơn bởi vì cái chân của một cậu bé. Và cái chân này nó cũng có một cái nhược điểm đó là nó không có co lên được, cho nên chúng ta không có thể ngồi. Còn những minifigure người lớn bình thường thì có thể gập cái chân lên như vậy để ngồi xuống. Còn đây là mini baby. Bạn mini này thì anh cũng đã có khá lâu rồi. Và đây là ba kích cỡ của minifigures. Bây giờ anh sẽ mở thêm hai bịch nữa luôn, cùng một lúc. 1, 2, 3. Bạn mini bên trái chính là dance instructor, một hướng dẫn viên dạy nhảy. Còn bạn mini bên phải chính là Retro Spaceman, tạm dịch là một phi hành gia theo phong cách cổ điển. Bạn hướng dẫn viên dạy nhảy này có một bộ mặt cười tươi hết chỗ đói luôn, quả đầu siêu xù. Anh rất là thích cái chi tiết mái tóc này luôn á đó. Bạn này có một cái bộ đồ được sơn lên người, nhìn rất là sặc sỡ và màu sắc luôn. Ngoài ra thì còn có kèm thêm một cái phụ kiện, đó là một cái bình nước H2O. H2O tức là nước đó các bạn. Còn đây là một bạn phi hành gia cô điển của chúng ta, Retro Spaceman. Bạn này anh nhìn có vẻ đúng hơn là giống như là một chiến binh vũ trụ thì đúng hơn. Tại vì có cầm một cái cây súng vũ trụ nè, cũng rất là hay. Rồi một cái nón có một cái mô hóc ở trên đây, hai cái tai hai bên có anten và một cái áo choàng được làm bằng chất liệu bằng vải luôn nha các bạn. Hai bịch tiếp theo. Bịch này luôn. Cả hai bạn mini luôn. Đây là hai clip. Nhân vật này là Connoisseur. Không biết có chính xác hay không nhưng mà anh nghĩ là một nhà phê bình ẩm thực. Còn bên đây là một Elf Warrior, một chiến binh người elf. Đặc điểm nhận dạng đặc trưng của người elf đó là một cái tai rất là dài nè. Bạn mini này thì là một phiên bản mặc váy dài luôn, cho nên là không có nhìn thấy rõ chân. Bạn này có hai cái vũ khí là một cái cây kiếm rất là đẹp luôn bằng vàng, và một cái khiên. Cái màu sơn được in lên cái khiên này chi tiết rất là đẹp luôn. Ngoài ra thì bạn này có một cái mái tóc rất là đẹp và có một cái đồ kẹp tóc hình bông hoa màu bạc. Nhà sản xuất đã in cái phần này rất là hay luôn, không hề bị lem màu luôn các bạn ơi, mặc dù những chi tiết rất là nhỏ luôn. Nếu chúng ta để ý kỹ hơn nữa thì bạn này đang có một cái thắt bính nè. Còn đấy là một nhân vật anh nghĩ là xuất xứ là người Pháp, dựa trên cái trang phục kinh điển nè, cái áo sọc với lại một cái khăn quàng cổ màu đỏ, rồi một cái nón xếp nữa. Ngoài ra phụ kiện ở trên tay là một cái ổ bánh mì baguette. Và bạn này có một cái phụ kiện mà anh Khoai Tây cũng cực thích luôn. Đó là một chú chó phất nhỏ. Nhìn rất là cute. Cả hai nhân vật này thì đều có những cái chi tiết riêng, đặc trưng rất là đẹp luôn. Hai bạn tiếp theo. Một bạn. Bạn thứ hai. Còn đây là hai nhân vật hoàn toàn đối lập nhau. Một người thì rất là dễ thương, còn một người thì nhìn rất là bậm trợn đáng sợ luôn. Đầu tiên thì anh xin giới thiệu, đây là một veterinarian, hay chúng ta thường gọi là một vet, một bác sĩ thú y đó các bạn. Nhân vật này nhìn siêu dễ thương luôn. Đây là đồng phục của một bác sĩ thú y, có một cái tai nghe nữa nè. Còn ở đây là một cái thẻ nhân viên. Bạn này có một cái mái tóc cũng rất là thời trang nữa nha. Và ở kế bên là một chú thỏ rabbit. Dễ thương chưa? Và chúng ta cũng có thể cho bạn này cầm bạn thỏ lên tay cũng được đó. Nhà bạn nào mà có nuôi thú cưng như là chó hoặc là mèo thì anh đoán ít nhiều một lần cũng đã đến từng gặp những bác sĩ thú y như thế này đúng không? Không đúng, không có nuôi thú cưng. Các bạn ơi, còn đây là một nhân vật cực kỳ đáng sợ. Nhân vật mini này có tên là Highwayman, và chính là một tên cướp. Anh ơi, đừng có cướp đồ của em không có gì ngoài đồ chơi cả. Cam lại diễn sâu nữa rồi. Không bàn tới tính cách thì bạn này cũng là một mini rất là đẹp, cũng có khá là nhiều phụ kiện luôn, có tận tới 2 cây súng luôn nè các bạn. Đây là những cây súng cổ điển mà ở phiên bản Lego nữa. Mới đầu anh nhìn anh tưởng là cái ống hút chứ. Hai tay hai súng luôn. Còn cái chi tiết mặt nạ thì cũng tương tự như là cái chi tiết râu của bạn đô lực sĩ, một cái mũ hình tam giác. Đúng rồi, kiểu nào đây? Kiểu này đẹp hay là kiểu này? Bạn này gì đâu mà màu đen không à, nón đen nè, áo choàng đen, áo đen, quần đen, súng đen, chỉ có mỗi cái mặt là vàng khè à. Dám cười ta hả? Màu đưa hết bánh kẹo đây. Cái gì kỳ vậy? Ăn cướp bánh kẹo hả? Ừ, người ta thích. Được không? Rồi, bây giờ chúng ta chỉ còn lại 3 bịch cuối cùng thôi. Anh sẽ mở một lúc hết luôn. Bịch ha. Cái kéo đâu rồi ta? À, đây rồi. Ồ, bạn đầu tiên. Bịch ra. Bịch tiếp theo. Ồ, không biết bạn nào đây. À, chúng ta sẽ ráp. Và đây là bạn mini cuối cùng. Lấy những cái list này ra. Anh Khoai Tây xin giới thiệu đây chính là một Gourmet Chef, một đầu bếp cao cấp. Bạn mini đầu bếp này thì có một cái mũ rất là dễ thương, có thể gỡ được hết nhưng mà nó đi với cái tóc luôn. Có những cái phụ kiện như là đây là một cái đồ đánh trứng nè, và tay bên kia thì cầm một cái bánh, đây là bánh nướng dâu nè các bạn ơi. Ồ, đã quá. Would you like some strawberry pie? Yes, 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 I do. Còn đây là Battle Dwarf, một chiến binh người lùn nha các bạn. Ồ, nhìn ngầu chưa? Bạn này có một cái quả đầu mohawk chất như quả đất luôn. Tóc đỏ, chân mày đỏ, râu đỏ và một bộ râu quai nón đỏ luôn. Ồ, nhìn rất là dữ dằn luôn. Ta nhỏ mà có vỏ đó nha. Bạn này có đi kèm theo hai cái vũ khí rất là đẹp, tuyệt vời luôn. Anh thích nhất là cái búa này nè. Các bạn nhìn cái búa này có quen quen không? Nhìn rất là giống như búa Thor luôn á. Trên cái búa thì có một cái hình vẽ, hình con heo rừng nữa nè. Hai mặt luôn, bên đây cũng có, còn bên đây là một cái rìu. Nhìn rất là ngầu. Nhưng mà nhìn như vậy thôi chứ thực sự là không có bén nha các bạn. Đồ chơi của Lego thì rất là chất lượng và an toàn nữa. Ở trên người của bạn này thì cũng đã được nhà sản xuất rất là để ý tới, ví dụ như từng cái hình xăm nè, rồi cái dây nịt ở bụng nữa, rất là đẹp luôn. Và đây là nhân vật mini cuối cùng, Butterfly Girl. Wow, đây là một bé gái bươm bướm nha các bạn. Ở trên tay có cầm một cái khóm hoa nè, quá dễ thương luôn. Trên áo cũng có in một hình một bé bướm nhỏ xíu. Và cái chi tiết mà anh Khoai Tây thích nhất ở bạn này đó chính là đôi cánh. Wow, một cái đôi cánh trong suốt và được in hình rất là đẹp. Một trong những chi tiết mà anh thích nhất ở trong series 17 này luôn, đó là đôi cánh này. Mới đầu mà khi mà nhìn trên hình á thì anh thấy là nhân vật mini này cũng không có gì là hấp dẫn lắm, nhưng mà thực tế ở đây khi được cầm trên tay thì lại thấy quá đẹp luôn các bạn ơi. Wow, tuyệt vời. Như vậy là chúng ta đã siêu tập đủ bộ của các bạn Lego Minifigures Series 17 rồi anh ơi. Yeah. Anh Khoai Tây ơi, bây giờ anh với em mình chơi một trò chơi đi. Trò chơi gì Cam Cam? Bây giờ anh Khoai Tây với Cam Cam chúng ta sẽ cùng lần lượt chọn ra những bạn Minifigures về đội của mình, rồi sau đó sẽ hỏi các bạn thành viên của Toy Station chấm điểm coi đội nào đẹp hơn. Em muốn chơi trò là team Cam Cam đối với team anh Khoai Tây đúng không? Ok. Rồi, bây giờ anh sẽ chấp Cam Cam chọn trước luôn. Vậy là anh lỗ rồi. Em sẽ chọn bé Rocket. No. Cam Cam khôn ghê luôn á. Nhưng mà thôi, anh Khoai Tây lỡ nói rồi. Đây là một trong những bạn dễ thương nhất trong series này. Đã thuộc về đội của Cam Cam. Rồi, để đây. Nếu đã vậy thì anh Khoai Tây sẽ chọn người Bắp. Đây rồi. Ta-da. Em chọn Butterfly Girl. Ok. Đây, anh chọn Hot Dog Man nè. Ta-da. Rồi, anh với em chọn đội xong rồi đó. Và bây giờ là xin giới thiệu với các bạn, đây là team Cam Cam. Còn đây chính là team Khoai Tây. gọi các thành viên của Toy Station đấy. Trong hai đội của Lego Minifigures ở đây, một là của team Cam Cam, hai là của team anh Khoai Tây. Các bạn thấy thích đội nào thì hãy comment ở bên dưới cho anh Khoai Tây và Cam Cam được biết nha. Các bạn nhớ bầu cho team Cam Cam nhé. Mặc dù nói là anh Khoai Tây đấu với Cam Cam, nhưng mà đây cũng chỉ là để cho vui thôi nha. Cho nên thực sự việc thắng thua cũng không có quan trọng. Quan trọng là các bạn thấy thích những bạn minifigure nào và đã có niềm vui khi coi video của Toy Station. Đúng rồi đó các bạn, cho nên các bạn cũng đừng có quá căng thẳng nha. Nhưng mà nếu như đội Cam Cam thắng thì anh Khoai Tây sẽ dẫn Cam Cam đi ăn kem đó. Ủa, có vụ đó nữa hả? Trời ơi, Cam Cam gài hay chưa? Nhưng mà không sao, cái đó là chuyện nhỏ. Video mở đồ chơi Lego Minifigures Series 17 của anh Khoai Tây và Cam Cam đến đây là hết rồi. Nếu thấy thích video này thì các bạn hãy bấm cho một like, hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên bấm nút subscribe để trở thành thành viên chính thức của Toy Station. Anh Khoai Tây và Cam Cam sẽ hẹn gặp lại tất cả các bạn ở trong những video kỳ sau thật thú vị về đồ chơi. Còn bây giờ thì anh xin chào tạm biệt. Bye bye các bạn nha. Em nghĩ là em sẽ thắng đó anh ơi. Em đừng có mơ.